Khu nhà xưởng trồng nấm này của gia đình anh Ninh được xây dựng thêm sau khi vay được 200 triệu đồng từ ngân hàng. Để yên tâm sản xuất, đồng thời có sẵn tiền để mua vật tư nông nghiệp cho kỳ sau, anh chọn hình thức vay lưu vụ. Nhờ thế anh vừa có tiền, vừa không mất thời gian, chi phí làm lại các thủ tục vay vốn. Tôi thấy rất là tốt. Sau khi sử dụng nguồn vốn 200 triệu thì tôi sau hết vụ là 6-7 tháng là tôi hoàn trả lại ngân hàng. Lần sau là không phải làm thủ tục nữa và muốn ngân hàng cho vay thêm để mình phát triển lớn mạnh hơn một chút. Còn với anh Thăng, để phát triển diện tích nuôi ngao như hiện tại, anh cần khoảng 10 tỷ trong vòng 6 tháng để mua con giống, trả lương cho nhân công. Nhờ vay lưu vụ, anh được trả lãi và gốc linh hoạt trong 6 tháng. Đây là cũng một cái nguồn mà tôi cho là ưu đãi cho người nghề nông. Tức là chúng tôi sẽ không phải chịu cái ảnh hưởng lãi suốt cái quá trình trong 10 tỷ đó, mà tôi cứ thu được 4-5 tỷ tôi lại trả, và tôi lại sau đó tôi lại tiếp tục vay lại, thế thì nhà nước lại rải ngân. Thì đây cũng là thế mạnh cho người nông chúng tôi để phát triển được. Khi loại hình sản xuất nông nghiệp không thay đổi, chi phí sản xuất và thu nhập ổn định, thì việc hàng năm phải trả nợ gốc rồi làm thủ tục tái vay vốn đã gây không ít khó khăn, phiền toái cho nông dân. Vậy nên hình thức cho vay lưu vụ không những đem lại nhiều lợi ích cho bà con mà còn giảm tải cho cán bộ tín dụng.